Hello mọi người, thì hôm nay mình đang có trên tay một cái sản phẩm rất là thú vị ha. Đó chính là sản phẩm Runred, Runair Anti-Lotus, một cái tên rất là dài. Nhưng mà các bạn có thể dễ dàng hình dung đó chính là một phiên bản khác của chiếc Apple AirTag mà chúng ta thường hay thấy ha. Thì Apple AirTag hiện tại đang có một cái mức giá chính hãng rồi, mức gọi là 700.000 đồng. Không quá mắc, nhưng mà đối với một số người thì maybe chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn nó rẻ hơn, nhưng mà nó vẫn đáp ứng được những cái tính năng của chiếc AirTag. Thì đây chính là cái sản phẩm đó. Bây giờ mình sẽ đọc tắt là RAN ha, bởi vì các bạn sẽ thấy là ngay từ cái mặt trước của cái sản phẩm này các bạn sẽ thấy dòng chữ RAN, cho nên bây giờ mình sẽ đọc ngắn gọn lại là RAN ha. Thì cái sản phẩm RAN này mình mượn tại cửa hàng TCS ha. Thì TCS đang phân phối mẫu phụ kiện này cũng giống như là rất là nhiều những mẫu phụ kiện khác đến từ thương hiệu Xiaomi với một mức giá vô cùng là phải chăng. Mình sẽ để đường link bên dưới cho các bạn cùng tham khảo ha. Vậy thì với cái mẫu Lotus RAN này với mức giá mình tìm hiểu được là 190.000 đồng thì nó có gì hay, và giờ hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Vậy thì đầu tiên khi các bạn mua cái sản phẩm này các bạn sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cái hộp rất là nhỏ gọn ha. Đằng trước, đằng sau là những cái thông tin mà các bạn có thể tìm hiểu về cái sản phẩm Runred này. Mở ra bên trong thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có một cái mẫu phụ kiện rất là nhỏ gọn và xinh xắn. Ngoài ra chúng ta còn thêm một cái dây đeo như vậy nữa, và thêm một viên pin mặt trời dự phòng để các bạn có thể dễ dàng thay thế. Đó, như vậy là hết rồi. Thì ngay từ cái nhìn đầu tiên các bạn sẽ thấy là đây là một sản phẩm vô cùng là nhỏ gọn. Theo ý kiến của mình, một cái sản phẩm mà dùng để định vị thì nó nên nhỏ và gọn để các bạn có thể gắn vào bất kỳ những cái vị trí nào, chẳng hạn như gắn vào ba lô, gắn vào túi xách hoặc là gắn vào thú cưng thì nó sẽ rất là ok. Sản phẩm này có một cái trọng lượng là khoảng 10 gram và nó chỉ nhỏ ngay trong lòng bàn tay như vậy thôi. Đó, cho nên nó là rất là ok. Và ngoài ra thì nó sẽ có một cái hình dạng giọt nước này ha, nhìn rất là dễ thương luôn. Các bạn sẽ thấy là ngay mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái nút như vậy, và đây chính là cái nút vật lý duy nhất các bạn có thể tìm thấy trên cái thiết bị RAN này ha. Nút này các bạn sẽ có thể là nhấn chạm một lần, nhấn chạm giữ lâu, hoặc là nhấn chạm giữ lâu khoảng chừng 5 giây thì sẽ có những cái tính năng nó khác nhau, lát nữa mình sẽ demo cho bạn coi. Ngay bên trên các bạn sẽ thấy có một cái lỗ như vậy, thì các bạn dùng để các bạn gắn cái móc này vô, hoặc là các bạn có thể gắn vào những cái móc khác có trên ba lô, túi xách hoặc là trên cổ thú cưng của các bạn ha, thì cái nào cũng được hết. Và ngay mặt sau thì các bạn sẽ thấy là một cái khu vực có chữ RAN ở đây, và cái khu vực này các bạn có thể hoàn toàn có thể mở ra để các bạn có thể thay được viên pin mặt trời vô. Thì cái thiết bị định vị GPS này sử dụng một cái viên pin mặt trời CR2032. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm ở bất kỳ một cái tiệm tạp hóa nào, cho các bạn không cần phải lo lắng là nếu như mua về hết pin thì thay như thế nào ha. Và thời lượng sử dụng pin mà nhà sản xuất công bố thì lên tới 365 ngày, có thể là tương đương 1 năm, cho nên các bạn có thể thoải mái sử dụng liên tục trước khi có thể cần phải thay pin lại. Rồi, cái đầu tiên tất nhiên rồi, đúng với tên gọi của nó là giúp cho các bạn định vị. Chúng ta có thể tìm được vật nuôi, thú cưng hoặc thậm chí là người thân, người lớn tuổi trong gia đình. Chẳng hạn như bây giờ các bạn gắn cái thiết bị RAN này vào một chú cún trong nhà các bạn đi. Chú ấy ra ngoài công viên chơi, chú ấy mà chạy vòng vòng cuối cùng lạc, tìm không ra. Thì ngay lúc đó các bạn sẽ lấy cái điện thoại iPhone của các bạn ra và các bạn vào phần Find My như ở đây. Và sau đó các bạn định vị xem thiết bị RAN này ở đâu. Ví dụ như các bạn đang đứng ở con đường này đi, các bạn thấy cái thiết bị RAN này nằm ở một cái con đường đối diện hoặc là cách xa đó khoảng chừng 2 km, và các bạn sẽ lần theo cái GPS, các bạn tới nơi và các bạn bật tiếng âm thanh lên để các bạn tìm, thì từ đó các bạn sẽ tìm được thiết bị RAN này và nó sẽ nằm trên người của thú cưng của các bạn, thì các bạn có thể dễ dàng tìm ra được ha. Và cái này cũng có thể áp dụng luôn với những người lớn tuổi. Các bạn biết mà, người lớn tuổi thì có thể là họ bị đãng trí, họ đi chơi, họ bị lạc đường, hoặc là họ quên đường về, thì các này có thể giúp các bạn có thể định vị được người thân trong gia đình. Một cái rất là nhỏ thôi nhưng mà nó vô cùng là hữu ích trong những trường hợp khẩn cấp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua khi mua cái này các bạn sẽ kết nối như thế nào. Cái đầu tiên các bạn cần phải xác định luôn là thiết bị RAN này nó chỉ phù hợp với hệ sinh thái của Apple thôi. Cụ thể ở đây là các bạn có thể kết nối được với iPad, iPhone hoặc là MacBook, và phải có ứng dụng Find My nha. Cho nên bạn nào mà xài những thiết bị khác chẳng hạn như là Android đi, thì các bạn có thể tìm hiểu những cái mẫu sắc khác ha, có rất là nhiều trên thị trường luôn. Nhưng mà riêng với mẫu RAN này thì chỉ kết nối được với iOS hoặc là macOS mà thôi nhé. Đầu tiên các bạn sẽ vào ứng dụng Find My. Nếu như các bạn để tiếng Việt thì nó chỉ đơn giản là tìm mà thôi. Các bạn nhấn vào, và sau đó các bạn nhấn vào phần thiết bị và thêm vào thiết bị mới. Và ở đây mình sẽ thêm vật dụng khác. Và sau khi các bạn bấm xong, các bạn chỉ cần nhấn giữ ở đây và các bạn nghe một tiếng tít, là ngay lập tức chiếc iPhone của bạn có thể nhận ngay cái tắt này. Ở đây mình thấy là hơn tắt nè. Và sau đó các bạn đặt tên cho cái tắt của các bạn có thể đặt gì các bạn mong muốn, chẳng hạn như bây giờ mình đặt là Tech Lab đó. Và sau đó nhấn tiếp tục và chọn một cái icon dành cho cái tắt này, sau đó xong, đồng ý kết nối. Và các bạn lưu ý nha, do đây là một thiết bị
đạt chuẩn Apple Find My, cho nên khi kết nối vào thì nó sẽ liên kết trực tiếp đến với tài khoản iCloud của các bạn luôn. Chính vì vậy các bạn có thể tìm được cái điện thoại hoặc là tìm được cái tắt này ở bất kỳ nơi đâu, miễn sao các bạn có cái tài khoản Apple ID của bạn là được ha. Thì đây chính là cái giao diện chính của cái giao diện Find My ha. Và các bạn sẽ thấy là do mình đang ngồi kế cái cục tắt này cho nên là cái trên định vị cái cục tắt này với mình đang nằm chung cùng một vị trí luôn. Và khi các bạn ví dụ như cái này các bạn để đâu làng ở đâu đó đi, các bạn muốn tìm thì các bạn chỉ cần nhấn vào phát âm thanh là ngay lập tức chiếc tắt của mình có thể phát ra ngay một cái âm thanh đó. Và ví dụ như các bạn ở xa các bạn không nghe được âm thanh thì các bạn có thể dùng cái phương hướng gọi là chỉ đường ở đây để các bạn có thể tìm kiếm được cái tắt này đang nằm ở đâu. Do là khi mình bấm vào chỉ đường đi, do là mình với nó đang nằm kế bên nhau cho nên các bạn sẽ thấy là nó như vậy luôn. Nhưng mà nếu ở xa thì các bạn sẽ thấy là lát nữa mình sẽ test cho bạn coi là khi mình ở xa thì nó sẽ như thế nào ha. Chiếc tắt này tuy là một chiếc tắt giá rẻ nhưng nó có đầy đủ gần như là 100% những cái tính năng mà Apple AirTag có thể làm được. Chẳng hạn như các bạn có thể chia sẻ cái việc tìm kiếm chiếc tắt này với những người thân trong gia đình đi. Ví dụ như bạn gắn do thú cưng của các bạn có thể chia sẻ cho vợ hoặc là cho ba mẹ các bạn để có thể tìm được chú thú cưng ha. Ngay bên dưới thì sẽ là tìm thêm thông báo khi mà các bạn bỏ quên cái tắt này lại. Cái tính năng này mình thấy khá là hay. Ví dụ như các bạn mà chỉ cần bật cái tính năng thông báo này lên và khi các bạn đi xa khoảng chừng vài trăm mét đi thì ngay lập tức cái điện thoại của bạn sẽ rung lên và báo là ê, bạn để quên cái tắt này ở đây kìa, hãy quay lại mà lấy đi. Đó cũng hay, cái đó là ok luôn. Và cuối cùng là cái chế độ mất. Cái chế độ mất này khi các bạn bật lên xong và ví dụ các bạn có bị mất đồ đi thì không một ai có thể reset được cái tắt này của các bạn hết. Đó, cho nên các bạn có thể lần theo vị trí của chiếc tắt này và tìm lại được đồ bị mất của mình ha. Rồi, vậy thì RunRed Run AirTag này có đáng mua hay không? Thì theo ý kiến cá nhân của mình thì cái chiếc RAN này rất là đáng mua nha các bạn. Bởi vì thứ nhất là nó thiết kế vô cùng là nhỏ gọn, các bạn có thể gắn vào bất kỳ một vị trí nào các bạn mong muốn. Cái thứ hai đó là cái khả năng định vị của nó mình thấy là khá là chính xác. Và đặc biệt nha, với một cái mức giá dưới 200.000 thì mình thấy đây là một món phụ kiện các bạn nên có. Đặc biệt là đối với những bạn đang xài iPhone, iPad hoặc là MacBook. Thì các bạn nào quan tâm tới sản phẩm RAN này, mình sẽ để đường link bên dưới của cửa hàng TCS bán sản phẩm RAN này với mức giá vô cùng là hấp dẫn, cũng giống như là có rất là nhiều chương trình khuyến mãi ha. Bạn nào có câu hỏi nào liên quan đến mẫu RAN này muốn hỏi thì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.